Anh dân nguyện cầu chung của cha nghe sẽ phát cùng với Phật để cái thông tin cũng được được chuyện gì những tiếng hát của những nghệ sĩ Hà Thi. Dạ, tôi xin dập chúng chị được chào trân trọng nhất và tiếp tục chương trình ta cúng xin phép được đi làm đứa con trong gia đình hấp thụ anh nghe các bài ca cúng dập đời cô ta và cô chú chị mời được biết. Sao giờ đêm xa
Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Và hôm nay tôi muốn chị rồi cũng đã khép lại cho chương trình của cơ sở Nha Trang Nguyễn Sơn, danh tiếng nhà đạo trách phục vụ. Và đến của chương trình xin chào.